Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm về một cái con xe tải nhỏ thôi các bạn ạ. Chán chạy xe khách rồi, chán chạy đầu kéo rồi. Thì hôm nay mình sẽ chạy cái con gọi là con gas. Nói chung là xe tải nhỏ các bạn ạ. Nói chung là xe tải này cũng khá phổ biến nữa. Khá là phổ biến ở Việt Nam. Dòng xe tải hạng nhỏ, chở hàng cũng khá là ok và đi trong thành phố cũng được. Nói chung là nếu mà đường đông đi với những cái con xe này thì khá là ok. Thì các bạn để ý không, nó kẹt đường quá trời luôn kìa. Đối với chiếc xe này thì quá là hoàn hảo rồi. Còn tiếp theo là đến phần map ấy, thì nói chung là mình cũng giới thiệu sơ sơ review qua cái map này thôi. Nói chung là link thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho anh em, cho anh em cứ yên tâm, không cần phải lo vấn đề không có link tải. Còn xe thì đấy, nó cũng đơn giản như này thôi. Mình sẽ chạy qua đây để trải nghiệm thêm cái map này xem có cái gì hot không. Đấy. Còn về phần xe thì nói chung là đây là dòng xe tải, bán tải nên cũng chả có gì để mà review nữa, nó cũng khá là bình thường. Các bạn thấy cái bóng bóng này ấy, thì đây mình sẽ gợi ý cho các bạn. Các bạn sẽ tắt cái đổ bóng đi. Đấy, có nhiều bạn không biết ấy, tùy thích nâng cao này, các bạn sẽ tắt cái chất lượng đổ bóng đi này. Các bạn tắt. Ô chết rồi. Các bạn tắt đi nhá. Tắt đi thì nhìn nó sẽ mất cái đổ bóng đi thì nó sẽ đẹp hơn. Đây, để mình vô đây cho các bạn coi. Đây là tùy theo, tại vì có nhiều bạn thích đổ bóng ấy, đổ bóng thì nó sẽ chân thật hơn. Nhưng mà nhiều bạn thì lại không thích đổ bóng đấy, các bạn thấy không? Nếu mà các bạn tắt đổ bóng đi thì nhìn nó rất là sáng và đẹp luôn, nó khá là chất chơi. Đấy. Nói gì nói nó phải vậy. Còn bên trong, đây, mình sẽ vô bên trong. Hôm nay thì ngồi ở quán cà phê. Bên trong thì nói chung là đơn giản thôi, tại vì dòng xe tải này là dòng xe tải đời cổ, nó vẫn còn cái kính kiểu cầm tay xoay 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 xoay. Ghế thì hai chỗ các bạn ạ, đài FM chứ không có GPS nha các bạn. Nói chung là xe tải thì nó cũng chấp nhận vậy thôi. Họ có một cái nón, có một cái mũ lưỡi chai để cho anh em đội đấy, nếu mà thấy nắng ra ngoài thì đội vô. Còn bây giờ thì thôi, mình sẽ trải nghiệm cái map này và cái con xe này khá là ok. Bây giờ mình sẽ nổ máy cho các bạn nghe. Mạnh phết đi các bạn. Ủa đâu? Đấy. Che đâu? Ủa? Cái gì đấy? Có nghe không? Cho đi. Biết thế mình chạy thẳng đi nhở? Kẹo chi ta? Ủa? Chung là theo mình đánh giá thì nó khá là ok. Ủa? Cái góc này góc lắc hả các bạn? Đấy. Ủa, cái góc này góc lắc cả ta. Ngộ ghê nhở, nó không cho mình vô luôn à, không cho mình ra luôn kìa. Mình nghĩ là ra được rồi này. Ok. Ủa? Ủa, mình chạy vô đường mà các bạn. Ở đây để mình ra ngoài coi. Sao vô lý vậy? Chạy vô thì được nhá. Ủa các bạn ơi. Mình thấy hơi vô lý rồi đó. Thôi chắc để mình bay đi. Mình thấy hơi vô lý rồi các bạn. Mình vô được, mình vô mình review cho các bạn được mà cuối cùng mình ra ngoài để không ra được. Thật sự luôn một điều. Cái mà lần đầu tiên mà mình thấy ở trong cái map này là khá là bất ngờ ấy các bạn. Cái mà mình khá là bất ngờ đấy. Đấy là mình đánh giá cho các bạn là cái đầu tiên khá là làm cho mình bối rối. Cái map này thì mình chưa trải nghiệm hết cho nên là nhiều khi mình cũng không biết là tại lỗi tại ai đâu. Lúc mà mình vô ấy, mình vô xong rồi mình còn mở lên mình review mà còn quay lại hướng dẫn cho anh em, mà ai ngờ đâu lúc ra thì không được. Đây để mát ga nha anh em, mát ga rồi này anh em ơi. Cái
xe này thì nói chung là đời cổ nên nó khá là ổn, khá là ổn anh em ạ. Ổn phết đấy, nói chung là xe cổ nên nó cũng khá là ổn. Lộn đường mất các bạn. Đấy, mình phải vô đây. Vừa nãy mình tưởng nhìn, mình nhìn sơ qua mình lại tưởng là đường ở trên, là mình tưởng đường cái rẽ ở trên nên mình tính chạy lên thêm tí nữa, ai ngờ không phải nha các bạn, rẽ ở dưới này. Cái map này thì đi trong thành phố thì phải chấp nhận thôi các bạn, khá là khổ nha, đường khá là nhỏ luôn. Ở đây có một cái nhà thờ cho anh em nào thích thì có thể ghé nhà thờ xong rồi đi tiếp. Ở trong thành phố thì các bạn chạy chậm thôi, hạn chế chạy nhanh rất nguy hiểm. Ở đây có cả trạm xe buýt luôn các bạn. Nói chung là xe tải nhỏ thì chạy nó khá là ok, chạy nó khá là êm và nó không có khó hay là nó không có dễ gây tai nạn như mấy xe lớn. Mấy xe lớn thì nó hay gây tai nạn, còn xe tải nhỏ thì nó quá là ok rồi nha. À, thậm chí là mình dùng một ngón ở đây, hai ngón nhé, hai ngón mình cũng lái xe được các bạn. Thực ra là xe tải ở ngoài đời thực cũng vậy thôi các bạn, chỉ cần hai ngón cũng được. Nếu mà chạy trên đường đường thẳng đấy, đường trường chính này, các bạn chỉ cần hai ngón. Đạp hơi quá các bạn. Ủa cái đường gì đấy? Đường gì mà gồ ghề này? Khá là khó đi đấy các bạn. Để mình sẽ vượt qua cái đường này đi. Cho vào cũng không khó lắm. Nó hơi bị nghiêng nghiêng thôi, cái đường này thì nó hơi bị nghiêng nghiêng thôi các bạn. Nên nó cũng không có gọi là không đi được các bạn. Mà hai xe để tránh nhau nó hơi bị khó các bạn ơi. Nói chung là số 5 vẫn nên số được nhá, chứ không là các bạn giả về số 4. Số 4 nghĩ là chạy nó sẽ ngon hơn nếu mà chạy đường đèo này. Rất là êm luôn các bạn, chỉ có cái tiếng động cơ thì nó hơi to đấy, còn tại vì cái xe cổ rồi, cái xe này gần như là dòng xe cổ rồi. Xe tải này nếu mà như cái phiên bản mới thì nó khá là êm, còn với cái dòng đời cũ này thì nói chung là các bạn phải chấp nhận thôi. Đó rồi các bạn lên số 5 cũng được, nhưng mà các bạn, nhưng mà các bạn cần phải cẩn thận hơn. Nếu mà đây là cái map này thì cái đoạn đường này có thể là không có xe hoặc là ít xe đi lại, nhưng mà nếu mà ở ngoài thì tất nhiên là sẽ nhiều xe rồi. Mình nghĩ là
là họ cũng phải mót thêm những cái xe đi ở trong những cái đường nhỏ này này, nó sẽ hấp dẫn hơn. Nhưng mà mấy cái đường nhỏ này mà xe đầu kéo thì chỉ có một chiếc là vừa thôi các bạn. À, mình đang chạy xe tải nhỏ cho nên là nó chỉ có thể là vừa được 2 chiếc. Còn nếu mà các bạn muốn chạy với những cái con xe lớn ấy thì có thể là chỉ được 1 xe thôi. Các bạn thấy không? Nếu mà các bạn sử dụng chơi bằng vô lăng ấy thì nó có thể ra lên nhỏ lại này, khá là ngon luôn. Còn các bạn chơi bằng bàn phím thì tất nhiên phải chấp nhận thôi, nó sẽ không được bằng. Đạp cũng các bạn chỉ cần đạp từ từ thôi các bạn, đạp nhẹ cái là nó ăn rồi phanh, cái phanh này nó cũng khá là dính. Con xe tải nhỏ, nói chung là mình chưa chở hàng hóa, không biết là có mót được hàng hóa thì hay không thì mình chưa test anh em ạ. Có thể là rảnh thì mình sẽ edit lại thêm hàng hóa các kiểu, nhưng nếu mà có thời gian, tại vì mình không đi làm quá à, nhiều khi không có thời gian thật sự luôn. Đây là đi vô hầm của anh em ạ. Đi vô hầm thì tất nhiên là mát ga đây anh em, chạy trong hầm nó rất là đã luôn. Nhưng mà ở đây tốc độ cho phép có 30 à các bạn, tính ra là mình đang vượt quá luôn. À mình biết rồi, mình biết sao rồi, ra đường lớn các bạn ạ. Ok, đường lớn rồi các bạn, ra đường này là có xe cộ đi lại này, khá là ngon luôn. Như thế này thì các bạn có thể nhìn được hết cabin luôn, rất là rõ và chi tiết luôn, các bạn có thể nhìn 2 bên gương luôn, khá là ok và khá là ngon luôn dòng xe này. Nói chung là mình nghĩ là xe tải nhỏ thì chắc là không chê vào đâu được anh em ạ, quá là ok rồi, như này là quá là ok luôn đấy các bạn. Tưởng xe kia nó phanh, xe đầu kéo đằng trước mình tưởng nó phanh gấp là mình cũng phanh gấp theo nó luôn. Đang cái lúc mà nó kiểu gấp gô ấy, cái đoạn đó là đoạn hơi dốc ấy, gấp gô lên cái là cho mất thăng bằng các bạn. Thực ra là vượt xe tải nhỏ thì vượt với con này nó rất là dễ luôn các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nhưng mà mấy con xe này thì vượt rất là dễ rồi, cực kỳ dễ và chạy rất là tê, chạy với các con xe nhỏ này rất là đã luôn đấy các bạn. Nói chung là nó sẽ đã hơn với mấy chiếc xe lớn. Xe lớn thì các bạn cần phải tránh chỉnh rồi, nói chung là chạy nó khá là đồng. Ở ngoài đời thì cũng vậy, xe đầu kéo thì luôn luôn là cái dòng xe khó nhất luôn, khó nhất để chạy các bạn. Đây là quẩy mình nên bắt đầu đi vô hầm rồi các bạn ơi.
giới thiệu được cái chỗ dừng chân. Con xe tải nhỏ này nó chỉ có 5 số thôi các bạn, sẽ không có hơn. Map này cũng khá là ok đấy các bạn, map này khá là ngon. Cái đoạn này thì mình vượt không được rồi các bạn. Đoạn này khó vượt lắm. Anh em thấy không? Khi mà có vô lăng thì nó sẽ tiện hơn. Nói chung là tất cả video mình làm đều là bằng vô lăng. Nhiều bạn lại kêu là không phải, khổ ghê, là mình lại phải sâu lên. Mặc dù cái cam của mình ấy, cái webcam của mình nó khá là xấu, webcam đời cổ rồi anh em ạ, nên là anh em cũng phải thông cảm cho mình. Mình cũng chưa có điều kiện để mà mua, không mà mình cũng mua cái webcam nào ngon để quay ở sâu cho anh em rồi. Nói chung là làm YouTube đam mê thôi mà, đâu có kiếm được tiền đâu mà đầu tư cho nó. Ủa, lên dốc rồi các bạn. Con xe này không chở hàng thì mình nhận xét là khá là ok. Số 4 cũng lên được luôn, số 4 chạy khá là vừa. Đấy, số 4 mà cũng lên cũng được ấy, đang ở giữa trường dốc. Còn thường thường mà giữa trình dốc này nó sẽ về số 3 không ạ? À? Số 2, số 3 không các bạn? Còn mấy xe đầu kéo kia nó chở hàng nặng ấy các bạn. Nên nó lên như là con rùa bò ấy. Thực ra là mình cũng vượt được ấy, nhưng mà mình cũng hơi e dè. Góc khuất đi các bạn. Đấy các bạn thấy không? Góc khuất mà vượt hơi bị ảo là không được rồi. Ở đây lại thêm cái góc khuất nữa. Thấy chưa? Mình nghĩ là khó vượt các bạn, khó vượt hết đấy các bạn. Đây là đường kiểu đổ đèo, mình cũng hơi e dè cái đoạn này các bạn. Mấy cái đoạn này thì khó vượt thật. Mà dùng một tay lái được xe máy à, ô tô lái dễ lắm các bạn. Tại vì khi mà các bạn lên vô lăng thì nó nhẹ đánh đênh à, đâu có nặng đâu. Vượt quá các bạn ạ. Nói chung là mình muốn mắt à, nhật ga để vượt, nhưng mà nói chung là căng phết các bạn. Cái còi nó ở trên này luôn nên là dễ, rất là dễ bấm này các bạn. Đấy, rồi
vượt quá các bạn. Đấy, lần lái đây là lần đầu tiên mà mình phải va chạm với các bạn. Mình sẽ tập trung lại nhé để tới cái điểm dừng. Nãy là mình chưa tìm thấy điểm dừng ở đâu hết các bạn. Đuổi theo mấy chiếc này rất là dễ thôi, nhưng mà vượt thì nó khó. Ok, mình đã thấy chữ B rồi. Đã thấy chữ B là điểm dừng rồi các bạn. Gì mà vẫn bị dính nhỉ? Cái đầu của mình chả nhẽ dài như vậy sao? Cái gì nữa đấy ông nội? Không nhẽ cái đầu của mình nó dài đến mức độ vậy à các bạn? Thôi mất. Ngộ ghê. Xe tải nhỏ mà đầu ngắn ở đâu, đầu đâu có dài đâu. Không mà mình tham quá các bạn, mình muốn muốn vượt cái chiếc xe đó quá, cái chiếc xe đầu kéo đằng trước, nhưng mà thực sự là một cái đầu không thể nào mà vượt được nó. Có nhiều cơ hội thì vượt lắm nhưng mà lại không vượt được. Vượt xong rồi thì cũng đâu có lên được đâu, lên lại dính chiếc xe này nữa. Bên này thì vượt không được các bạn, bên này khó vượt lắm. Thôi, nói chung là không vượt nữa các bạn ạ. Tới đây là mình sẽ nghỉ chân đây nghe. Nghỉ ngơi cho tài xế. Để clip sau tài xế sẽ lái xe tốt hơn anh em ạ. Rồi ok mình sẽ. Đấy cái lúc nó cũng như này này các bạn. Đấy lúc đầu thì mình cũng vô được bình thường, xong rồi lúc sau thì nó lại không vô được, thế nó mới điên đi các bạn. Ok mình sẽ tap phanh lại đã. Đó rồi ok, thì nói chung là thôi mình sẽ dừng cái clip đây thôi, và cảm ơn tất cả anh em đã coi video của mình. Nếu mà thấy hay hãy cho mình một like, một share, một subscribe để ủng hộ cái con xe này nhá. Còn bây giờ thì thôi, bye và chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.